Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 12 giờ trưa của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin trưa này sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thuyền viên kẹt trong con tàu chìm trên biển Bình Thuận đã tử vong. Cảnh sát vận động thanh niên chặn đường, ném vỡ kính xe cấp cứu ra đầu thú. Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 96.000 thí sinh làm thủ tục dự thi vào lớp 10. Khu phố ở Đồng Nai tan hoang sau trận lũ quét kinh hoàng. Bộ Quốc phòng Nga nói Ukraine bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Hôm nay ngày 5 tháng 6, theo báo cáo của đồn biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 4 tháng 6, thi thể của ngư dân Trần Văn Trương, 35 tuổi, người bị mắc kẹt trong con tàu đắm vào tối mùng 3 tháng 6, đã được một tàu cá tìm thấy trên biển, cách đảo Phú Quý khoảng 1 hải lý. Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 6, tàu cá có 9 lao động do ông Văn Thanh Sĩ, 34 tuổi, trú xã Long Hải, huyện Phú Quý, làm thuyền trưởng xuất bến Phú Quý để đi khai thác biển. Khi di chuyển được khoảng 1 giờ đồng hồ, đến vị trí cách đảo Phú Quý khoảng 3 hải lý về hướng Tây Nam, thì bị sóng to, gió lớn, làm phá nước, dẫn đến chìm tàu. 8 ngư dân trên tàu đã nhảy xuống biển bơi và vào bờ an toàn. Tuy nhiên, vẫn có một ngư dân là ông Trần Văn Trương nghi bị mắc kẹt trong con tàu. Hôm qua 4 tháng 6, Công an thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ thanh niên chặn đường, đập vỡ kính xe cấp cứu ở thành phố Trà Vinh. Thanh niên bị tình nghi là HQG, tên viết tắt 25 tuổi, ở phường 9, thành phố Trà Vinh. Sau khi xảy ra sự việc, nam thanh niên này đã rời khỏi địa phương. Cảnh sát đã vận động gia đình cũng như thanh niên nghi vấn nói trên trở về địa phương để hợp tác điều tra. Thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế xe cấp cứu đang cầm lái thì phía trước có hai thanh niên đi xe máy nên bấm còi ưu tiên. Tuy nhiên, hai người này không nhường đường. Tài xế đã lái xe vượt qua và bị nhóm thanh niên này đuổi theo đến đoạn gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh. Lúc này, một thanh niên đã chặn xe và dùng gạch đá ném vào xe cấp cứu rồi bỏ chạy. Vụ việc được camera ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận. Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 6, với 96.325 thí sinh tham dự. Sáng nay, mùng 5 tháng 6, lúc 9 giờ 30 phút, thí sinh có mặt tại điểm thi để sinh hoạt quy chế thi cũng như kiểm tra thông tin cá nhân. Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, thành phố quy hoạch 158 điểm thi lớp 10, chủ yếu đặt tại các trường trung học cơ sở. Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10, theo lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo thành phố, Sở đã chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ kỳ thi như địa điểm in sao đề thi, lưu trữ bài thi, làm phách, chấm thi, hạ tầng công nghệ thông tin, máy tính, máy in, máy quét, thiết bị camera giám sát, phòng cháy chữa cháy, ấn chỉ, ấn phẩm, văn phòng phẩm, phục vụ kỳ thi, tất cả đều đã được chuẩn bị chu đáo. Chiều qua 4 tháng 6, cơn mưa lớn đổ xuống huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Sau chừng 1 giờ, bức tường cao khoảng 10 mét, dài 50 mét, xe bằng bê tông của công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nghiệp Formosa trong khu công nghiệp Nhân Trạch 3 bị sập, tạo dòng lũ đổ xuống khu phố Phước Hiệp, thị trấn Hiệp Phước. Sau khi bức tường khu công nghiệp bị đổ, dòng nước bất ngờ ập đến, người dân không kịp thu dọn đồ đạc lên cao khiến tài sản hư hại nặng. Nhiều xe máy, ô tô hư hỏng sau ngập nước. Đến rạng sáng nay 5 tháng 6, nhiều xe chuyên dụng chạy đến thị trấn Hiệp Phước để cứu hộ, cứu nạn, đưa ô tô ngập nước đi sửa chữa. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Phước, vụ ngập ảnh hưởng hàng chục hộ dân, khiến một đoạn đường Hùng Vương bị hư hỏng. Người dân sống lâu năm tại khu phố Phước Hiệp cho biết, mấy chục năm nay chưa xảy ra tình trạng nước ngập sâu, mưa lũ lớn như tối qua. Dự án Hội An Golden Sea của tập đoàn Hòa Bình tại tỉnh Quảng Nam được quảng cáo là tổ hợp siêu lâu đài giác vàng nhưng đang bị bỏ dở sau một thời gian xây dựng. Dự án đã xây dựng cơ bản hoàn thiện khu tiền sảnh, nhà đón tiếp nhưng bỏ hoang một thời gian dài nên nhiều hạng mục đã có dấu hiệu xuống cấp. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng đang triển khai xây dựng dang dở phần thô của hai tòa nhà
và một tòa lâu đài ở sát bãi biển. Bên cạnh đó, một vài trụ dầm bê tông cũng đang làm dang dở, trơ ra những khung sắt đâm chọc lên trời. Tại công trình hiện nay, chỉ có bảo vệ trông coi, hơn 2 năm trở lại đây không triển khai xây dựng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho biết, dự án khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea của tập đoàn Hòa Bình dừng thi công kể từ thời điểm dịch COVID-19 bùng phát đến nay. Nguyên nhân do chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính. Hiện nay, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đang thanh tra dự án này. Trường hợp dự án có vi phạm, chủ đầu tư không triển khai, sẽ xem xét đề xuất thu hồi. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Tòa án Nhân dân thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 54 tháng tù giam đối với Võ Xuân Chiến, sinh năm 2002, trú tại thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, và 42 tháng tù giam với Nguyễn Ngọc Giàu, sinh năm 1996, trú tại xã An Trung, huyện Krông Cho, tỉnh Gia Lai, về tội cướp giật tài sản. Theo cáo trạng, ngày 9 tháng 11 năm 2022, Giàu và Chiến đã cướp giật của một người bán vé số là ông DTH, tên viết tắt, sinh năm 1935, trú tại xã An Khê, với số tiền là 310.000 đồng, rồi lên xe máy tẩu thoát. Với thủ đoạn tương tự, vào ngày 10 tháng 11 năm 2022, Chiến cướp giật số tiền 960.000 đồng của một người bán vé số khác là bà JTK, tên viết tắt, sinh năm 1946, trú tại xã An Khê. Chiều qua mùng 4 tháng 6, đại diện công an thị xã Bến Cát, Bình Dương cho biết đã xác định được nghi can trong vụ chém người xảy ra trước cổng một công ty trên địa bàn xã An Tây và đang tiến hành truy bắt. Nghi can là Nguyễn Trường Thọ, 23 tuổi. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đến nơi của Thọ ở tại nhà trọ ở ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát thì nghi can không có mặt ở nhà. Được biết vào đêm mùng 3 tháng 6, anh Nguyễn Văn Dê, tên viết tắt, 22 tuổi, dùng tay phải giữ vết thương ở tay trái, chạy đến nhờ bảo vệ công ty Tronway, khu công nghiệp 3 tháng 2, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, nhờ gọi xe cấp cứu. Sau đó, anh Dê chạy ra khỏi cổng công ty, rồi lên xe máy do một phụ nữ điều khiển chở đi. Thấy vụ việc có dấu hiệu nghiêm trọng, nam bảo vệ liền gọi điện báo công an. Quá trình thu thập dữ liệu từ camera an ninh xác định, có thanh niên mặc áo đen, ngắn tay, cầm hung khí giống mã tấu đuổi chém anh Dê. Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Móng Cái đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1990, trú tại phường Hải Hòa, để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 18 tuổi. Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ 30 ngày 1 tháng 6, nữ nhân viên quán bar tên C, tên viết tắt, sinh năm 2007, bị một nam thanh niên đánh rồi ép buộc lên phòng ở một khách sạn thuộc phường Ca Long, thành phố Móng Cái. Do không muốn đi vào trong phòng với Kiên, nên C bỏ chạy ra ngoài. Tuy nhiên, Kiên đi theo, đánh và đe dọa, ép buộc C phải đi vào phòng cùng mình. Quá sợ hãi nên C không dám chống cự nữa. Lúc này, Kiên đã thực hiện hành vi xâm hại C. Vào giờ cao điểm buổi tối hàng ngày, nhân viên điện lực quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đi khắp các tuyến đường, phố, ngõ ngách, phát loa tuyên truyền, kêu gọi người dân sử dụng điện tiết kiệm. Hệ thống loa được chặn cố định trên xe máy và chiếc loa do nhân viên điện lực tự chế. Không chỉ phát loa tuyên truyền, nhân viên công ty điện lực Hoàng Mai còn vào tận nhà dân, kêu gọi tắt các thiết bị điện không cần thiết như đèn LED, đèn trang trí, biển quảng cáo cỡ lớn. Khi được tuyên truyền kêu gọi, hầu hết người dân đều ủng hộ. Tuy nhiên, một số người cố tình không thực hiện hoặc chỉ tắt cho có. Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an các tỉnh Bắc Lào phá thành công chuyên án ma túy lớn từ Lào về Việt Nam. Vào chiều ngày 2 tháng 6, tại bản Nà Lấu, xã Búng Lao, tổ công tác bắt giữ đối tượng Sùng A Só, sinh năm 1987, trú tại bản Ca Tâu, xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, và một người khác về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét đối tượng Sùng A Só, lực lượng chức năng thu giữ 7 bánh heroin, khối lượng khoảng 2,5 kg, 6.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng có liên quan. Ban chuyên án xác định đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn, có nhiều đối tượng tham gia, đưa ma túy từ Lào về Điện Biên và vận chuyển đi các tỉnh để tiêu thụ với thủ đoạn hết sức tinh vi, khép kín. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 12 giờ trưa nay. Hôm nay ngày 5 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Ukraine đã tấn công quân đội Nga dọc theo 5 khu vực tiền tuyến ở Donbass trong cuộc tấn công quy mô lớn vào rạng sáng mùng 4 tháng 6 nhưng không thành công. Theo Bộ Quốc phòng Nga,
Ukraine đã triển khai lữ đoàn cơ giới thứ 23 và 31 từ lực lượng dự trữ chiến lược, được hỗ trợ bởi các đơn vị khác. Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng được cho là sử dụng 6 tiểu đoàn cơ giới và 2 tiểu đoàn xe tăng. Bộ Quốc phòng Nga đặc biệt lưu ý rằng Tổng tham mưu trưởng của Nga Valery Gerasimov đang ở trong một cơ sở chỉ huy tiền tuyến ở khu vực này. Phía Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, vào hôm 3 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev đã sẵn sàng khởi động cuộc phản công được lên kế hoạch từ lâu. Hôm qua 4 tháng 6, Hàn Quốc đã bác bỏ thông tin cho rằng quan chức đối ngoại hàng đầu của Liên minh châu Âu EU và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã thảo luận về nhu cầu đạn dược của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Trước đó, ông Joseph Borrell, quan chức cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh, cho biết trên Twitter rằng ông đã có một cuộc gặp hiệu quả với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup bên lề hội nghị thượng đỉnh an ninh đối thoại Shangri-La ở Singapore. Theo ông Borrell, hai quan chức đã thảo luận về các hành động khiêu khích của Triều Tiên và nhu cầu đạn dược của Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng thông tin hai quan chức thảo luận về việc hỗ trợ đạn dược cho Kiev là sai sự thật. Sau phản ứng dữ dội từ Seoul, dòng tweet của ông Borrell đã bị xóa. Hôm qua mùng 4 tháng 6, Mỹ đã điều khiển tiêm kích F-16 rượt đuổi một chiếc máy bay hạng nhẹ Cessna khi phi công điều khiển phương tiện này không hồi đáp trong lúc vi phạm không phận Washington DC, sau đó lao vào dãy núi Virginia. Đội tiêm kích đã gây ra âm thanh lớn trên bầu trời, khiến người dân Washington DC cảm giác kinh hoàng. Một nguồn tin cho biết, chiếc máy bay hạng nhẹ Cessna lúc đó có vẻ đang bay bằng chế độ tự lái và có 4 người trên máy bay. Một quan chức Mỹ khẳng định nguyên nhân tai nạn không phải do đội tiêm kích rượt đuổi. Cảnh sát Virginia cho biết họ đang tìm kiếm xác máy bay nhưng chưa thấy. Giới chức Ấn Độ thông báo kết thúc chiến dịch tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường vụ tai nạn đường sắt thảm khốc ở bang Odisha, phía đông nước này. Cơ quan chức năng Ấn Độ xác định dữ liệu về số người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu hỏa hôm 2 tháng 6 là 288 trường hợp. Đến đêm 3 tháng 6 theo giờ địa phương, công tác cứu hộ hiện trường, xác định người thiệt mạng và bị thương cơ bản đã hoàn tất. Tuy nhiên, giới chức địa phương cho biết không loại trừ con số thiệt mạng còn tăng do nhiều người đang nguy kịch trong bệnh viện. Bộ trưởng đường sắt Ấn Độ Ashwini Vainao trong một thông cáo đưa ra hôm 4 tháng 6 nói rằng cơ quan này đang cố gắng khôi phục lại mọi hoạt động ở những đường ray bị ảnh hưởng trong những ngày tới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 12 giờ trưa. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!